Là bệnh viện tuyến cuối của quân khu 9, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ, các đối tượng chính sách, nhân dân trên địa bàn và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Những năm qua, Bệnh viện Quân y 120 đã có nhiều bước đột phá, không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị, trở thành địa chỉ tin cậy của lực lượng vũ trang quân khu và nhân dân đồng bằng sông Cửu Long. Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao và không phải chuyển lên tuyến trên, mới đây Bệnh viện Quân y 120 đã đầu tư nhiều trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật điều trị công nghệ cao như hệ thống máy chụp CT scanner 32 cắt lát, máy chụp X-quang di động kỹ thuật số, máy lọc máu ngoài thận, máy xét nghiệm sinh hóa. Bên ngoài mình chỉ khám thì mình không thể nào mình hiểu hết được cái bệnh mà bên trong của bệnh nhân được, cho nên khi có những cái thiết bị đó thì rất là cần thiết, giúp cho cái công tác điều trị của trên lâm sàng tốt hơn rất là nhiều. Mỗi ngày, Bệnh viện Quân y 120 tiếp nhận từ 1.000 đến 1.200 lượt người đến khám chữa bệnh, gây quá tải và mất thời gian chờ đợi của bệnh nhân. Do đó, bộ phận chăm sóc người bệnh được đưa vào hoạt động hơn một năm nay đã tạo bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện. Đầu mình đi khám đây thì thấy những cô hướng dẫn mình thấy nó cũng nó dễ hơn là những lần ra bệnh viện mấy trình khác thì đâu có vậy đâu, thì mình thấy nó ra bệnh viện này thì nó cũng lần đầu tiên, nhưng mình thấy ra bệnh viện này khám nó cũng thoải mái hơn nhiều. Đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao cùng hệ thống trang thiết bị máy móc được đầu tư ngày càng hiện đại đã góp phần nâng cao vị thế uy tín của bệnh viện. Mỗi năm, lượng bệnh nhân đến khám điều trị tại Bệnh viện Quân y 120 tăng từ 15 đến 20%. Hiện nay thì chúng tôi đang tiến hành khảo sát cái sự hài lòng của người bệnh, không những ở khu khám bệnh mà khu nội trú. Rồi là ngay cả khi bệnh nhân không phải ở nằm trong điều trị trong viện mà cả ngay sau khi là bệnh nhân về thì chúng tôi có cái hỏi thăm rồi động viên rồi cũng hẹn tái khám này kia. Vừa qua thì có rất nhiều bệnh viện ở quân khu 3, quân khu 5, quân khu 7 và như quân 4 đến tham quan học hỏi cái mô hình này. Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là quyết tâm chung của cán bộ y bác sĩ nhằm đưa Bệnh viện Quân y 120 ngày càng phát triển, trở thành bệnh viện loại 1 của quân đội.